Tại sao tiền cứ đổ vào nhà giàu? Một câu hỏi mà chúng ta luôn băn khoăn, làm thế nào để trở nên giàu có? Việc giàu có phải là do may mắn hay là do cố gắng làm được? Vậy làm sao để bạn có thể trở nên giàu có? Giàu có bắt nguồn từ đâu? Câu chuyện bắt đầu vào năm 1800. Không ai nhớ chính xác là vào năm nào. Người đàn ông Pareto đang làm vườn và chợt nhận ra một điều thú vị. Ông có một số lượng nhỏ cây đậu trong vườn, ra sản lượng rất nhiều và chủ yếu là từ chúng. Hay nói cách khác, thành quả chung của cả vườn là ra từ số lượng nhỏ đậu này. Vốn là một nhà toán học, lại đam mê làm vườn, ông nhanh chóng liên tưởng giữa những cây đậu trong vườn với nền kinh tế chung. Từ đó, một nguyên tắc kinh tế đã được ra đời, thậm chí ảnh hưởng đúng đến tận ngày nay. Nguyên tắc Pareto. Ở thời điểm phát hiện ra điều thú vị trong vườn đậu, Pareto đang nghiên cứu về sự giàu có của nhiều quốc gia, mà gần nhất là Ý, quê hương của ông. Bất ngờ, ông nhận ra khoảng 80% diện tích đất ở Ý chỉ thuộc về 20% dân số, giống hệt như vườn đậu của ông. Hóa ra, lượng lớn của cải chỉ được sở hữu bởi một nhóm người nhỏ. Pareto tiếp tục phân tích số liệu ở các quốc gia lân cận và mô hình dần rõ ràng hơn. Chẳng hạn, sau khi xem qua hồ sơ thu thuế của Anh, ông nhận ra rằng khoảng 30% dân số mới tạo nên tới 70% thu nhập chính của cả nước. Dù các con số ở tỷ lệ quốc gia khác nhau, nhưng rõ ràng là xu hướng này là nhất quán. Số người nhỏ nhưng sở hữu tài sản lớn. Từ đây ông đã mạnh dạn công bố nguyên tắc Pareto, hay là nguyên tắc 80-20, để chỉ tính tương đối trong sở hữu tài sản. Trong khoảng thời gian tiếp theo, nghiên cứu của ông lập tức trở thành hiện tượng kinh tế. Họ nhanh chóng nhận ra nguyên tắc này là chính xác và đúng đắn ở khắp mọi nơi. Cho đến tận ngày nay, nguyên tắc 80-20 đã trở thành phổ biến trong nhiều lĩnh vực, từ thể thao cho đến bất động sản, ngành công nghệ, kinh tế, y tế. Nhưng vì sao điều này đã xảy ra? Vì sao một lượng nhỏ người hay một nhóm tổ chức nhỏ lại có thể gặt được nhiều thành quả? Để trả lời câu hỏi này, bạn hãy quay lại các yếu tố tự nhiên, sức mạnh của sự tích lũy. Hãy lấy ví dụ về rừng Amazon, một trong những hệ sinh thái đa dạng nhất trên đất. Các nhà khoa học đã thống kê có khoảng tới 16.000 các loại cây khác nhau trong khu rừng Amazon. Nhưng 50% diện tích rừng là hiện diện của 227 loài cây, chỉ khoảng 1/4 số lượng cây. Tại sao lại thế? Hãy tưởng tượng có hai cây được trồng cạnh nhau, độc lập. Mỗi ngày chúng phải tranh đấu lẫn nhau để có thêm ánh sáng và chất dinh dưỡng. Vì chúng trồng gần nhau nên chúng phải tranh giành nhau. Nếu như có một cây có lợi thế hơn, nó sẽ lớn nhanh hơn, ăn khỏe hơn, thì nó sẽ vươn cao hơn, đón nhiều ánh nắng hơn, dễ sẽ to hơn và hút nhiều dinh dưỡng hơn. Từ lợi thế này, cây kia sẽ lớn nhanh vượt trội và bắt đầu sinh sản. Nó lan rộng và quá trình này lan rộng rất nhanh. Và quá trình này được lặp đi lặp lại vì nó đã nấn áp các cây ở bên cạnh nó, thì sự sinh sản phát triển và nó sẽ rải rác ra khắp khu rừng. Các nhà nghiên cứu gọi đây là lợi thế tích lũy. Một ưu thế nhỏ ban đầu sẽ dần tích lũy những thứ to lớn về sau. Đôi khi chúng ta thường coi thường sự tích lũy, nhưng các bạn biết rằng dù hành trình dài đến đâu thì cũng đều bắt đầu từ một bước chân. Vậy kỳ tích không phải là đoạn đường dài, mà chính là một bước chân. Sự tích lũy những bước chân sẽ đi hết đoạn đường dài. Vậy bạn đã tích lũy cho cuộc sống mình những gì? Người thắng có tất cả. Theo nguyên tắc của Kinh Thánh, sẽ cho thêm kẻ nào đã có, xong lấy luôn phần của kẻ không có. Vậy sao Chúa lại đặt ra nguyên tắc buồn cười như vậy? Sao Chúa lại cho thêm người đã có, và người nghèo thì Chúa lại lấy đi luôn? Điều này có ứng dụng gì trên đời sống của bạn? Nguyên tắc người thắng cuộc sẽ có tất cả, người giàu sẽ được cho thêm. Cũng giống như một cái cây, con người phải cạnh tranh lẫn nhau ở một số tài nguyên nhất định. Các chính trị gia tranh giành nhau về số phiếu bầu, các tác giả sách cạnh tranh nhau về đầu sách, và những vận động viên thì cạnh tranh nhau về tấm huy chương. Các chương trình truyền hình cạnh tranh nhau để chiếu được vào các khung giờ vàng và mối quan tâm của xã hội. Kết quả của sự cạnh tranh là đôi khi có những sự chênh lệch rất nhỏ, cũng như tấm huy chương vàng chỉ
chỉ cách nhau có 0,001 giây. Chạm đích mà thôi, người chiến thắng sẽ có giải thưởng với vinh quang, tiền bạc và một huy chương vàng với khả năng chiếm lĩnh. Nhưng trong khi người thua cuộc, dù kết quả rất sát sao, chỉ là một chút và một tích tắc mà thôi, nhưng họ lại có một cảm giác mất trắng. Có khi nào bạn cảm thấy trong cuộc đời mình đã để mất vị trí người thắng cuộc và bạn cảm giác rằng mình như mất tất cả? Phần thưởng khổng lồ mang tên người thắng sẽ có tất cả. Điều này không có nghĩa là sự ích kỷ, cũng không có nghĩa rằng đó không công bằng, mà đó là thực tế, bắt nguồn từ sự khác biệt về việc tích lũy. Ở một xã hội có sự cạnh tranh rất lớn và liên tục, chỉ cần bạn nhìn hơn, tích lũy nhiều hơn, giỏi hơn, chăm chỉ hơn với đối thủ của mình, bạn sẽ thành người chiến thắng. Và khi với lợi thế người chiến thắng ban đầu, bạn có thể vươn ra rất nhanh, rất mạnh mẽ. Nhưng điều đó còn phải phụ thuộc vào bạn có thể duy trì được sự chiến thắng của mình hay không. Có rất nhiều người đã đánh mất sự chiến thắng của mình vì không thể duy trì được. Vì khi họ có được chiến thắng ban đầu, một lợi thế quá lớn, và họ thường kiêu ngạo và dễ đánh mất về chiến thắng ban đầu. Trong môi trường sự cạnh tranh rất lớn và ai cũng muốn trở thành người chiến thắng để chiếm được phần lớn hơn cho mình. Quy luật 80-20, nếu như bạn lọt vào 20 thì bạn sẽ có 80, nhưng nếu bạn lọt vào 80 thì bạn sẽ chỉ có được 20. Thì bạn có dám sẵn sàng để giữ được vị trí chiến thắng mãi mãi hay không? Người chiến thắng sẽ càng chiến thắng. Bạn có thể thấy từ những chiến thắng trong cuộc sống, người ta bắt đầu giành được nhiều chiến thắng hơn nữa trong cuộc sống. Họ nhận được sự quan tâm, tiền bạc, mối làm ăn, tích lũy được lợi thế, khả năng phát triển mạnh mẽ, dễ tranh giành, dễ chiến thắng. Và đó là lúc mà nguyên tắc 80-20 bắt đầu. Khi họ đã lọt vào vòng 20, họ sẽ có 80. Nếu một doanh nghiệp có một công nghệ sáng tạo tốt hơn, thì sẽ có nhiều người mua bán sản phẩm của họ. Họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, dễ đầu tư hơn, trả lương cao hơn, thuê được người tốt hơn, mở rộng thị trường hơn. Và việc dẫn đầu thị trường khiến cho các đối thủ của họ không thể nào bắt kịp họ, và họ sẽ có những khách hàng trung thành hơn để nuôi họ trong một khoảng thời gian lâu dài. Và đó là một sự thống trị. Sự thống trị này sẽ kéo dài, thì tiền sẽ luôn luôn đổ về người giàu. Nếu một tác giả của những cuốn sách quan trọng nhất, thì các nhà sản xuất sẽ quan tâm nhiều hơn đến ông ta. Và các cuốn thứ hai, cuốn thứ ba, thì nhà xuất bản sẽ đặt nhiều tài nguyên hơn, tiếp thị mạnh mẽ hơn, giúp họ càng có tên tuổi hơn. Và chẳng bao lâu, chẳng hiểu vì sao, họ sẽ bán được hàng triệu bản chỉ vì tên tuổi. Và họ sẽ vượt xa những đối thủ của mình đang hàng ngày cố gắng chỉ bán được vài trăm bản. Và sự quay vòng này sẽ luôn luôn đổ về những người có may mắn, có lợi thế. Họ nhanh hơn một chút, liều lĩnh hơn một chút, tài giỏi hơn một chút. Những lợi thế này càng ngày càng lớn lên thì họ càng ngày càng nuốt lấy thị trường. Và nguyên tắc 80-20 được vận hành. Có rất nhiều người ỷ vào sự may mắn, có rất nhiều người ỷ vào học thức của mình, có rất nhiều người ỷ vào vị thế gia đình, mối quan hệ. Có rất nhiều người luôn luôn được may mắn trong cuộc đời vì những điều như vậy. Vậy còn chúng ta, ngoài việc ganh tị với họ, thì chúng ta phải làm sao để có thể trở thành người giỏi hơn? Có những bộ óc thông minh thế giới, nhưng có phải sinh ra thì họ đã thông minh hay không? Làm thế nào để bạn có được lợi thế nhỏ ban đầu? Và làm thế nào khi đã có lợi thế nhỏ ban đầu, bạn sẽ tích lũy được để có lợi thế kéo dài? Và khi bạn đã trở thành người chiếm lĩnh thị trường, thì sự giàu có sẽ theo bạn mà không theo người khác. Nguyên tắc là gì? Điều bí ẩn là gì? Thực ra không có gì đặc biệt cả. Điều khác biệt đó chính là tích lũy theo thời gian. Có rất nhiều lý do để bạn bỏ cuộc, khiến bạn muốn dừng lại, khiến bạn không muốn làm công việc mà mình đang làm, khiến bạn không theo đuổi ước mơ nữa. Dư luận, cuộc sống hiện tại, những áp lực và những căng thẳng đòi hỏi bạn phải suy nghĩ. Có hàng triệu lý do như vậy để cho bạn muốn bỏ cuộc. Bạn nhìn vào người khác, nhìn vào đối tượng khác, và bạn ganh tị với họ, bạn muốn được như họ, nhưng có hàng triệu lý do khiến bạn thất bại. Vậy làm sao để bạn có thể trở thành người thành công được? Đó chỉ nhờ vào sự tích lũy của bạn, nhờ vào sự không bỏ cuộc của bạn. Có hàng triệu lý do để cho chúng ta phải bỏ cuộc và thất bại, chỉ có một lý do để chúng ta tiếp tục, đó là thành công. Lý do đó là bạn phải luôn luôn
bạn phải tích lũy cho mình. Mỗi ngày, hãy làm. Mỗi ngày, theo thời gian, sự tích lũy sẽ lớn lên. Và một ngày nào đó, bạn sẽ đủ sức để đánh đổ gã khổng lồ. Tổ chức, làm được nhiều thứ đúng đắn, đều đặn. Có cơ hội thành công cao hơn và chiếm được nhiều thứ hơn. Theo thời gian, họ chắc chắn sẽ làm được. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, giữ được phong độ ngày qua ngày, bạn sẽ bị xoáy vào vòng thành công. Khi đã xoáy vào rồi thì bạn sẽ bỏ xa đối thủ của mình. Người chiến thắng sẽ có tất cả. Hãy nhớ rằng đừng để mình lọt vào top 80, hãy lọt vào top 20. Bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Hãy kiên trì và đừng bỏ cuộc. Bạn chỉ hơn người khác ở 1%, dù rất nhỏ thôi, nhưng cộng lại với niềm tin và sự kiên trì thì bạn sẽ có tất cả. Trong cổ phần của một công ty, bạn chỉ có 51%. Thực chất bạn đã hơn mức trung bình 1%, thì bạn đã vượt trội hơn đối thủ của bạn 2% rồi. Vậy mỗi ngày tích lũy nhiều hơn, bạn sẽ thay đổi cuộc đời mình. Lợi thế của bạn đó chính là giữ phong độ, giữ sự kiên trì, liều lĩnh, bền đỗ, lì lợm, không bỏ cuộc. Và khi đủ thời gian, bạn sẽ thành công.